đây, Thánh Kinh Báo, Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam xin trân trọng kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Thánh Kinh Báo, Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam do cố mục sư ông Văn Huyên làm chủ bút, xuất bản từ năm 1931 đến 1975. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, quý mục sư truyền đạo tín hữu thân yêu mà phần đông đã ngủ yên trong Chúa, sống đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo để đọc lại tờ báo đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc giá trị của Nguyệt Sang Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá phúc âm và phổ biến văn chương Cơ Đốc. Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo. Lời sống đồn vang, Đức Chúa Giêsu sống lại. Mục sư Huỳnh Kim Luyện, Lạc Thành, Quảng Nam, Trung Kỳ. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 4. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Loài người không ai khỏi chết, vì đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Hebrews đoạn 9 câu 27. Và cũng chưa có ai chết rồi mà được sống lại như Đức Chúa Giêsu. Trên bộ lịch sử loài người và trong cả bộ Kinh Thánh, chỉ Đức Chúa Giêsu đã chiếm được cái quyền đặc biệt từ kẻ chết sống lại. Có ai so sánh được sự sống lại với Ngài không? Viết rằng không. Hỡi vua các nước, ai chẳng nên sợ Ngài, ấy là điều Ngài đáng được, vì trong những người khôn ngoan của các nước tỏ ra sự vinh hiển mình, chẳng có ai giống như Ngài. Giê-rê-mi đoạn 10 câu 7. Thứ nhất, Chúa sống lại làm ứng nghiệm lời tiên tri. Lời vua David nói tiên tri về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu quả đã ứng nghiệm sau khi Ngài ngự lên trời. Sứ đồ Phi-e-rơ giảng đạo cho dân Israel có nhắc lại lời dự ngôn đó rằng: Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của đấng Christ rằng Ngài chẳng bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Sứ đồ đoạn 2, câu 29 đến 31. Lạ lùng thay, lời tiên tri đã được ứng nghiệm từ lâu rồi. Thế mà lòng người cứng cỏi, trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 4, câu 18. Nên không nhận Ngài từ kẻ chết sống lại. Thậm chí các môn đồ là kẻ đã từng nghe Chúa phán trước về Ngài phải chịu chết và sống lại, nhưng khi Ngài sống lại rồi, họ cũng không biết. Họ lại lầm tưởng rằng người ta lấy xác Ngài đi. Vì vậy, Ngài hiện đến mà của họ rằng: Hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin, lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Luca đoạn 24, câu 25 đến 26. Đức Chúa Giêsu chịu chết và sống lại không phải là việc tình cờ đâu, bèn là việc Đức Chúa Trời định trước khi sáng thế. Đức Chúa Giêsu cũng từng phán trước cho môn đồ Ngài rằng: Chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 18 đến 19.
Kinh Thánh Tân Ước chứng rõ Chúa sống lại ước hơn 100 lần. Ta há không tin được sao? Ta chẳng những tin mà thôi, xong lại phải làm chứng cho người lân cận mình nữa. Dẫu bị người đời khinh rẻ mỉa mai, ta cũng mặc kệ. Đừng sợ, cứ làm chứng đi vì họ không biết. Coi kìa, Phao-lô, Phi-a-rơ và các sứ đồ khác đều chịu biết bao nỗi khổ, mùi cay, bị đánh, bị đập, bị giam, bị cùm, chịu đói khát, chịu lạnh lẽo, chịu xua đuổi vì sự làm chứng Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Mà họ có nao núng chút nào không? Hỡi anh chị yêu dấu, có noi gương đó không? Thứ hai, Chúa sống lại là nguồn gốc đạo tin lành. Có kẻ nói, nguồn gốc đạo tin lành là Đức Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự giá. Rất đúng, nhưng mà chưa đủ, phải có sự sống lại mới được. Ngài chịu chết để chuộc tội và sống lại để xưng công bình. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Roma đoạn 4 câu 25. Đạo nào cũng khoe rằng có nguồn gốc, phải, nhưng chỉ có nguồn gốc của sự chết chứ không có nguồn gốc của sự sống. Ấy cũng như cây giả ở sa mạc không nước lọc lúc mùa xuân. Kìa, các giáo chủ của các đạo đều chết mà không được sống lại. Họ có được một sự sống lại là sự sống lại nhằm ngày đoán xét chung, y như lời Chúa phán: ai làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Giăng đoạn 5 câu 29. Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thành nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thành nộ. Roma đoạn 2 câu 5 đến câu 7. Họ sẽ sống lại trong ngày cuối cùng, chứ hiện nay hai cốt họ còn nằm yên nơi đáy phần mộ. Còn Đức Chúa Giê-xu thì khác. Chúa phán rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khải Huyền đoạn 1 câu 17-18. Chúa là sự sống lại và sự sống. Giăng đoạn 11 câu 25. Nên Ngài làm nguồn gốc sống của đạo tin lành. Nếu Ngài không sống lại, thì đạo tin lành là đạo chết. Các lời phán của Ngài thành ra vô hiệu. Sự giảng của các sứ đồ và của chúng ta hóa ra luống công. Đức tin anh em cũng là vô ích, vì chúng ta còn ở trong tội ác mà thôi. Thứ ba, Chúa sống lại để cứu mọi người. Cứu ai? Cứu kẻ kệ mình trong xác thịt chăng? Cứu kẻ tham lợi phi nghĩa chăng? Cứu kẻ theo luật pháp bề ngoài, bỏ điều hệ trọng của đạo, trong lòng đầy tội ác chăng? Cứu kẻ kiêu căng, không vâng phục chân lý chăng? Không, chỉ cứu kẻ nào tin Ngài. Kinh Thánh chép rằng, vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Roma đoạn 10 câu 9 đến 10. Phao-lô không hổ thẹn về tin lành đó, vì là quyền pháp của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Vậy kẻ không tin thì sao? Xin lấy lời Chúa mà đáp câu hỏi đó. Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu pháp báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Mác đoạn 16 câu 15 đến 16. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng đoạn 3 câu 36. Hỡi quý độc giả, nên chú ý đến chữ ai trong hai câu đó, chứ đừng kể mình giàu có sang trọng rồi không chịu tin Chúa. Thứ tư, Chúa sống lại làm tiêu chuẩn cho tín đồ. Chúa sống lại, phàm ai tin Ngài chắc sẽ được sống lại. Chúa phán: vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Giăng đoạn 14 câu 19. Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa
của những kẻ ngủ, và vì chân bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 20-23. Thế thì hỡi anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 35-46. Đối với chúng ta là kẻ tin, Chúa Giê-xu chẳng những làm tiêu chuẩn về sự sống lại, song còn về nhiều phương diện khác nữa. Chúa thánh sạch thì ta cũng nên thánh sạch. Chúa nhu mì khiêm nhường thì ta cũng nên khiêm nhường nhu mì. Chúa yêu thương thì ta cũng nên yêu thương như Ngài. Chúa không dối trá trong lời nói thì ta há dám dối trá sao? Chúa chịu khổ vì ta thì ta có bằng lòng vì Ngài và vì anh em mình mà chịu khổ để noi dấu cho Ngài không? Hỡi anh em trong Đấng Christ, hãy ngắm xem tiêu chuẩn đó và phải làm theo. Hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô, coi mọi sự thuộc về đời này như là sự lỗ, thì mới có thể biết Chúa, biết quyền phép, sự sống lại và sự thông công thương khó của Chúa. Chúng ta có được Ngài làm cho nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài, thì mới mong được sống lại từ trong kẻ chết, bằng chẳng, e rằng ta sẽ sống lại nhằm lúc đón xét, theo như có chép trong sách Khải Huyền, đoạn 20 câu 11 đến câu 15. Kết luận: ngợi khen quyền năng Chúa, ai dám sánh được với Ngài? Ma quỷ và sự chết ở dưới chân Ngài, vì Ngài là đấng thắng mọi sự. Vậy, Ngài mới làm ứng nghiệm lời tiên tri, làm nguồn gốc sống của đạo tin lành, cứu những kẻ có lòng tin cậy thật, làm tiêu chuẩn để chúng ta noi theo. Mục sư Huỳnh Kim Luyện. Lạy Chúa phục danh phước bay, Alleluia. Người thiên sứ reo lên như vậy, Alleluia. Cùng dân khai hoàng ca chúc anh, Alleluia. Thiên cung hát địa hạ ứng thanh, sống lại vinh hiến bay, Alleluia. Nọc sư chết nay đâu rồi mây, Alleluia. Một bên chết ngài chuộc chu đau, Alleluia. Sự thắng của phần mộ ở đâu, không mong lại thấy. Thánh Kinh báo: Tử thần đắc thắng, Thầy đã gửi thân từ ái trong một phần u minh. Môn đồ đành ngậm ngùi thẫn thờ trên đồi Gô-gô-tha, cảm thấy cõi lòng phủ một bức màn tối tăm sầu thảm. Ôi thôi, họ đã lầm to, bấy lâu yên trí Ngài sẽ phục hồi thanh thế và tuyển dân bỏ mất từ xưa.
nên họ đã hiến trọn tâm hồn, thân thể mà lẻo đẻo theo Ngài. Tin chắc Ngài là đấng Mêsi theo lời hứa. Nhưng bây giờ bao nhiêu hy vọng đã tan thành tro bụi, kẻ thù đắc thắng, Chúa đã chết, mà lại chết hổ nhục trên cây thập tự như một tên đại ác, mới là muôn phần đau đớn chứ. Họ tưởng Ngài dùng sức bản năng hộ thân, đến cả Phi-e-rơ tánh nóng như lửa cũng đã tuốt gươm phò Chúa. Nhưng nay Ngài thật chết, còn hy vọng gì? Không mong lại thấy lời Chúa ứng nghiệm. Tai nghe Chúa dạy dỗ, miệng đọc và óc hiểu lời tiên tri, lạ thay, môn đồ vẫn chẳng tin rằng Chúa sẽ sống lại. Từ đó, Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Ấy đấy, lời Chúa ân cần dạy bảo ở Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21 còn văng vẳng bên tai. Cho nên họ đáng nghe chung lời đấng phục sanh của nặng hai người đã được đặc ân cùng đi và trò chuyện với Ngài trên đường về làng Em-ma-út. Hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, Luca đoạn 24 câu 25. Nhưng chính môn đồ không mong chờ Chúa phục sanh lại là bằng cớ mạnh nhất để bài bác kẻ xướng lên cái mẫu thuyết môn đồ ăn trộm di hài của Chúa, rồi đồn huyễn rằng Ngài đã phục sanh. Ngày gia hình thập tự, một ngày u uất âm thầm, đã qua, bóng mờ mịt phủ mặt đất khi Chúa trút linh hồn, chẳng qua là biểu hiệu của luồng sóng thất vọng đau đớn, tràn ngập lòng môn đồ yếu đuối. Nhưng nay, Ngài đã bị vùi lấp và nhánh hoa hy vọng tươi đẹp của họ cũng tàn héo mà bị vùi chung. Không mong mà lại thấy Chúa phục sanh rồi. Mary, mẹ Ngài, bây giờ ở trong nhà của Giăng, một môn đồ yêu quý, chúng tôi tự hỏi bà có trông mong Chúa sống lại không? Theo luật pháp Môi-se thì 6 giờ tối là hết ngày Sa-bát. Nên Marie Madeleine và mấy bà đã thành kính hầu việc Đức Chúa Giê-xu, chắc thức suốt đêm sửa soạn thuốc thơm, mục dược và lư hội để đến sáng đi xức xác đấng hiền mình. Cả đến cách sửa soạn ái kính ấy cũng tỏ ra họ chẳng mảy may hy vọng Ngài sống lại. Thật khó tin tưởng rằng họ ăn cắp di hài của Chúa đặt trong phần mộ đã đóng ấn và có đội lính Roma canh phòng nghiêm cẩn. Họ có ngờ đâu cái biến động độc nhất vô song kia lại thực hiện, mà thực hiện thực chớ. Này đây, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giê-xu. Luca đoạn 24 câu 3. Câu hỏi của thiên sứ canh giữ mộ phần cũng có thể đem ứng dụng cho những ai sầu thảm vì người bà con yêu dấu đã ngủ yên trong Chúa. Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Luca đoạn 24 câu 5. Toàn thắng tử thần và mồ mả, Ngài đã sống lại. Luca 24 câu 6. Và nhờ Ngài chúng ta cũng sẽ sống. Cứng lòng và chậm hiểu, các môn đồ nghe mấy bà về báo thì không tin, cho lời ấy là hư không. Đến khi Đức Chúa Giê-xu lấy lòng yêu thương, nhịn nhục vô cùng mà hiện ra cho họ, giờ Ngài, bấy giờ họ mới sững sờ mà thật lòng tin. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ vì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Luca đoạn 24 câu 41-43. Ồ vui quá, việc không ngờ đã xảy đến. Cứu Chúa hằng sống đã toàn thắng tử thần. Mồ mả trống, di hài Ngài mất. Ngài hiện ra như một đấng hằng sống. Anh em còn đòi bằng cớ nào nữa chứ, mới chịu tin Ngài là phục sanh. Không mong lại thấy quyền phép phục sanh. Ai cũng biết 7 tuần sau biến động phi thường ấy, Phi-e-rơ mạnh dạn giảng rằng Đức Chúa Giê-xu sống lại. Nếu có thể được, ác người Giu-đa đã đem di hài của Chúa đến mà bịt miệng cái ông Phi-e-rơ.
mới là yếu đuối nhút nhát mà bây giờ mạnh mẽ bướng bỉnh lạ. Môn đồ buồn đổi ra vui, những kẻ mới đây sợ sệt, kinh khiếp. Bây giờ vui vẻ, can đảm, đi làm chứng về Đức Chúa Giê-xu. Lập được hội thánh đầu tiên vì rao giảng Ngài đã sống lại. Lời chứng của các sứ đồ và giáo hữu không có gì mơ hồ, viển vông. Quả thật, hội thánh đầu tiên được lập trên một biến động khi ấy rất dễ chứng thực. Lại nữa, nếu Phao-lô thật chịu khổ và hầu việc Đấng Christ trong 25 năm đằng đẵng, thì ông cũng thật phải hối cải, vì mọi việc ông làm đã bắt đầu với sự thay đổi thình lình ấy. Với sự nhìn xem Đấng Christ phục sanh trên con đường Đa Mách. Còn nếu Phao-lô thật hối cải, thì Đấng Christ cũng thật sống lại từ trong kẻ chết. Vì Phao-lô tuyên bố rằng phẩm cách cùng sự nghiệp của mình là do nghe và thấy Đấng Christ phục sanh. Không mong lại nghe thấy Chúa tái lâm. Ôi, nguyện chúng ta ngày nay biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài. Philip đoạn 3 câu 10. Vì tin lành chỉ hơn tôn giáo khác có thế thôi. Cứu Chúa chúng ta đã sống lại, hằng sống, thực tại đời đời, và cứ sống để cầu thay chúng ta. Các hình bóng biểu hiện và lời tiên tri trong Cựu Ước đều tỏ cho chúng ta biết Đấng Christ phục sanh sẽ trở lại trị vì muôn nước, thật hiệp với hơn 200 lần Tân Ước dạy rằng Ngài sắp tái lâm. Dầu nhìn nhận và hiểu thấu cái chân lý rõ rệt này, nhưng chúng ta có thật hằng giờ hằng phút trông chờ tân lan của giáo hội không? Xưa kia các môn đồ không mong mà lại thấy Chúa phục sanh thể nào, thì chẳng bao lâu chúng ta cũng sẽ thấy biến động người đời không ngờ có, tức là Chúa tái lâm trong vinh quang Ngài thể ấy. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 17. Thánh Kinh Báo biên soạn. Ngó đời, cẩm đạo, kẻ chết sẽ sống lại chăng? Những ai đứng quanh bồ mã, thương khóc kẻ yêu dấu đã qua đời, hẳn phải cho câu hỏi trên đây là quan trọng lắm. Rờ rẫm trong bóng tối, nhiều nhà triết học ngoại đạo dạy rằng linh hồn cứ sống, còn thân thể tan thành bụi đất. Chỉ có đạo Tin Lành quả quyết với chúng ta rằng thân thể loài người sẽ sống lại để hiệp nhất với linh hồn và tâm thần. Thân thể đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Quý hóa thay, tia sáng hy vọng ấy, nó viết trên phần mộ mỗi tín đồ lời của Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: ta là sự sống lại và sự sống. Giăng đoạn 11 câu 25. Cõi thiên nhiên chứng thực sự sống lại. Bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 20. Trong Kinh Thánh có đủ bằng cớ đơn sơ mà vô địch khiến chúng ta tin rằng Đấng Christ đã phá tan xiềng chết để sống lại. Nào những vậy thôi, cõi thiên nhiên cũng làm chứng nữa. Kìa, xuân về, cỏ cây đượm vẻ xanh tươi, hột giống gieo dưới đất đen bèn nảy chồi, trăm hoa đẹp mắt đua nở, và muôn vật dường như thỏa mãn. Mặt trời lặn rồi lại mọc, chị hằng khí khuyết khi tròn. Những công lệ thiên nhiên đó tương tựa với biến động lạ lùng, tức là sự sống lại của loài người. Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Matthew đoạn 22 câu 31-32. Đức Chúa Trời phán lời trên kia vì Ngài vẫn thâm giao với Abraham, Isaac và Jacob. Còn Chúa Giê-xu tuyên bố rằng ba ông ấy vẫn sống. Hẳn Chúa không phán như thế về những kẻ đã tuyệt diệt. Vả
lời đó đánh đổ thuyết dạy rằng linh hồn kẻ quá cố hiện đương mê ngủ chẳng biết chút gì. Đời phục sanh khác hẳn đời trần tục. Báo The Friend nói rằng lúa hoặc gạo trồng ở bên Mỹ là việc tình cờ. Năm 1694, một chiếc tàu biển đi từ Cù Lao, Madagascar đến thành Liverpool, thình lình gặp bão nên phải trú tại hải cảng Charleston. Thấy đất ở đây có thể trồng lúa, viên chủ tàu bèn tặng quan tổng trấn một nắm lúa. Nhờ đó mà hiện nay gạo là một trong các thổ sản nhiều nhất của miền Nam nước Mỹ. Chuyện này khiến chúng ta nhớ lại rằng một mình Đấng Christ sống lại trước hết để ban cho mọi tín đồ sự sống phục sanh, để thân thể họ cũng được sống lại vinh hiển như Ngài. Được Đức Thánh Linh soi bảo, các sứ đồ đều đã rao truyền lẽ đạo cao siêu và quan trọng ấy. Sự sống lại chính là một cách sinh hoạt mới giống như cuộc đời của các thiên sứ. Không có cưới gả, không có sự chết. Địa vị tín đồ sống lại khác hẳn khi họ ở trần gian, không còn vấn vương những nỗi đau đớn, khổ sầu. Sự sống lại là viên ngọc quý của tin lành, là tinh hoa của mọi lời Đức Chúa Giêsu dạy dỗ. Quyền phép Đức Thánh Linh càng hành động trong chúng ta thì chúng ta càng mạnh mẽ quyết tin sự sống lại. Ngày phục sanh có ảnh hưởng đến đời ta. Có kẻ thuộc rằng sự thâu góp tem bắt đầu từ London, kinh thành nước Anh. Một bà giáo sư kia muốn học trò chú ý đến các ngoại bang nên đã góp nhiều tem ngoại quốc cho chúng, bảo dán tem nước nào vào địa phận nước ấy trong sách địa dư. Thấy hay hay, chúng bèn tìm nhiều tem khác, nhiều giáo sư noi gương ấy, rồi lần lần tánh thích góp tem tràn lan khắp thế giới. Tín đồ có bổn phận khiến mọi người chú ý đến Đấng phục sanh, nên cần tỏ rõ ảnh tượng của Ngài trong cuộc sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sinh hoạt ấy chịu ảnh hưởng rất lớn của Ngài sống lại hầu đến. Đối với một việc tầm thường như đãi khách, Đức Chúa Giêsu Christ cũng dạy rằng hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi thì ngươi sẽ được phước vì họ không thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ ngươi công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Luca đoạn 14 câu 12 đến câu 14. Hãy ngửa trong kỳ trọng thể ấy, hãy hành động theo những luật lệ công bình, chân thật. Để sau này được trọng thưởng, chúng ta phải đem lòng thánh sạch, khiêm nhường, vô kỷ mà cứu giúp những kẻ nghèo nàn, sầu khổ. Hãy nhớ rằng, ngày phục sanh vinh hiển mới là lúc Chúa trả công cho tín đồ. Tội nhân sống lại để chịu đón phạt. Tại Cù Lao, Trinity, Nam Mỹ, có giống dơi hút máu, nó lớn bằng con chuột, lông xám, răng thưa, ban ngày nó ngủ trong hốc đá, đến đêm bay ra, hút máu người và vật ngủ say, làm cho tê liệt mà chết. Chính phủ xưa ấy cố tìm ra một thứ thuốc chích để cứu những kẻ bị giống dơi kia hút máu. Than ôi, loài người ngủ say trong tội, bị ma quỷ hút mất linh hồn, đến nỗi lương tâm tê liệt, chẳng biết mình đương mắc vòng nguy hiểm. Đáng sợ thay, Đức Chúa Giêsu và các sứ đồ dạy rằng sự sống lại đi đôi với sự phán xét. Những ai chối bỏ ơn cứu rỗi nhưng không, thì sẽ chẳng khỏi phải ứng hầu trước tòa án lớn và tráng của Chúa để bị hình phạt hư mất đời đời. Khải Huyền đoạn 20 câu 11. Hỡi độc giả yêu quý, nếu anh em còn ở dưới nanh vuốt ma quỷ, thì hãy kiếp xin Chúa chích sự sống phục sanh của Ngài vào linh hồn mình, để được tái sanh và có hy vọng thân thể sẽ sống lại, vẻ vang với mọi thánh đồ. Hỡi chung phục sanh, hãy đổ vang lừng. Một nhà thiên văn làm việc tại thiên văn đài dựng trên núi Wilson bên Mỹ nói rằng mình đã đo thấy tinh vân vận hành mỗi giây đồng hồ được 24.400 dặm, nghĩa là quá 1/8 sức mau của ánh sáng. Mau lắm, nhưng cũng chưa mau bằng lời tín đồ cầu nguyện cứu Chúa phục sanh, là Đấng đã phán với họ rằng: này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Matthew đoạn 28 câu 20. Vậy, đương khi kỷ niệm Đấng phục sanh, chúng ta hãy nức lòng mừng rỡ. Hallelujah! Tình hình thế giới càng tối tăm thì hy vọng của chúng ta càng sáng láng.
chúng ta tin chắc rằng tội lỗi và đau đớn chỉ còn cho đến hừng đông lố ra và bóng tối tan đi. Nhã ca đoạn 2 câu 17. Trước lúc hừng đông, trời tối như mực, nhưng bây giờ sao mai là biểu hiệu Chúa tái lâm mới chói lòa hơn hết. Vậy hỡi anh em, đến khi chờ ngày thân thể mình được vinh hiển, hãy mừng hát và soi sáng cho Chúa khắp nơi. Thánh Kinh Báo. Giêsu chịu chết vì ta. A péré gentil. Thập tự giá là một sự thật. Sự ký thế gian không đã động đến cuộc đời Đức Chúa Giêsu, nhưng cũng chứng rõ sự thật ấy của đạo Tin Lành. Trong chức vụ của cứu Chúa, nào có gì đích thực hơn khổ hình sao chót ấy? Chẳng có gì chắc chắn hơn là Đức Chúa Giêsu bị treo trên cây gỗ. Chẳng có gì chân thật hơn tấn bi kịch trên đồi Gô-gô-tha. Một sự thực chứ không phải một hình bóng, một thí dụ, một lời dạy dỗ, một lý thuyết, một điều tiên kính đâu. Chúng ta hãy đối mặt với sự thực ấy, hãy ngắm xem ánh sáng rực rỡ của sự thực ấy, thì sẽ thấy nó có giá trị tối cao, độc nhất vô song. Thập tự giá là biến động quan trọng hơn hết, biểu minh hơn hết, và đắc thắng hơn hết của đạo Tin Lành trong lịch sử và đối với mỗi người. Thứ nhất, biến động quan trọng hơn hết. Cả cuộc đời Đấng Christ quy hướng về thập tự giá. Mới 12 tuổi, Ngài đã tuyên bố rằng: há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Luca đoạn 2 câu 49. Nghĩa là phải lo xong chức vụ Ngài đã nhận gánh vác. Khi chịu pháp báp têm, Ngài được tôn là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng đoạn 1 câu 29. Mỗi một trường hợp hệ trọng của chức vụ Ngài lại là một bước đến gần thập tự giá hơn. Ý nghĩa của lời Ngài dạy dỗ, hiệu quả của công việc Ngài và lời chứng của ngôi vị Ngài, mọi sự đó đưa dẫn Ngài đến thập tự giá. Ngài hiện ra trong thế gian cũng chỉ cốt vì thập tự giá. Trong sự ký không có biến động nào đáng sánh với sự chết của Ngài trên cây thập tự, hoặc chiếm được một địa vị quan trọng như thế, hoặc có ảnh hưởng sâu xa như thế, nhất là sự chết của Đức Chúa Giêsu bắt ai nấy phải suy nghĩ. Không ai thoát khỏi đối diện với thập tự giá. Chí hướng và sự nghiệp của mọi người do ở thái độ và sự phán đoán của họ đối với thập tự giá. Thập tự giá giải quyết quá khứ, hiện tại và tương lai của cuộc đời ngắn ngủi chúng ta. Người nào càng lo tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, ắt càng coi trọng cái sự thực không khi nào già cũ, tức là Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự. Thứ hai, biến động biểu minh hơn hết. Tình yêu thương chan chứa của Đức Chúa Giêsu nổi bật trên cây thập tự. Không có thập tự giá thì chúng ta không thấy hoàn toàn biểu lộ cái tình yêu thương cao thượng đến nỗi liều mạng vì kẻ thù. Thập tự giá bày tỏ và gồm tóm cả lòng yêu thương sốt sắng của Đức Chúa Giêsu đối với loài người hư mất. Vì Ngài yêu thương nên đã kiềm chế tánh tự nhiên, không chịu nếm trải sự đau khổ một cách bất công, và đã tình nguyện thọ hình ghê gớm nhất mà con người độc ác đã đặt để ra. Thật là tình yêu thương vô hạn, vô lượng đã cứu chuộc tội nhân. Trước mặt thập tự giá, tội lỗi chan chứa của loài người cũng nổi bật lên. Ngoài thập tự giá, không có lý luận nào thuyết phục mạnh mẽ cho chúng ta biết mình khốn khổ. Chẳng sự từng trải nào có thể mạnh mẽ thuyết phục cho chúng ta biết mình vấn vương tội lỗi, không đáng tha thứ.
Chỉ tội cực ác loài người phạm với đấng thánh khiết, công bình mới khiến chúng ta tự lên án mình được. Trên thập tự giá, ân điển của Đức Chúa Trời cũng nổi bật lên. Chúng ta gắng sức đến đâu cũng không giật được ân điển ấy. Dẫu làm gì đi nữa, chúng ta vẫn vô giá trị, không đáng được Đức Chúa Trời thi ân. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên cây thập tự, đã chết thay chúng ta nên phép lạ mới thành. Đức Chúa Trời tha thứ và cứu chuộc, ám phạt đổi ra ân điển. Thứ ba, biến động đắc thắng hơn hết. Nhờ thập tự giá, Đấng Christ đại thắng không biết bao nhiêu lần. Vì treo gương tốt, Ngài chiêu tập được môn đồ. Vì làm phép lạ, Ngài được người ta sùng bái. Vì kêu gọi, Ngài chinh phục được lòng người. Nhưng cho đến khi Ngài chịu chết, sứ mạng của Ngài chỉ có ít người biết. Chức vụ của Ngài chỉ quanh quẩn trong một phạm vi nhỏ hẹp. Sự hoạt động của Ngài chỉ riêng cho một dân tộc. Sau khi chịu chết trên thập tự giá, cứu Chúa có một hấp lực vô địch và vĩnh viễn, loài người không ai tránh khỏi. Từ khi dựng lên trên núi Gô-gô-tha, thập tự giá cứ chiến thắng linh hồn người ta ở mọi nơi và mọi thời đại. Sự chiến thắng đó tức là dẫu bị kẻ thù xâm hãm, nhưng vẫn đứng vững, dẫu bị lắm người nói phạm và miệt thị, nhưng vẫn chứng thực cho ơn cứu chuộc phi thường. Có lẽ anh em hỏi rằng, thập tự giá là một biến động đắc thắng hơn hết sao? Phải chăng là một lẽ mâu thuẫn hoặc mơ hồ? Xin đáp, nếu không ai sắp mình trước thập tự giá, nếu thập tự giá không cải tạo vẻ vang cuộc đời của một người nào, nếu không một tội nhân nào nhờ sự linh nghiệm của thập tự giá mà trở nên bậc thánh, nếu thập tự giá không phá đổ thành lũy, thờ hình tượng và vô tín, thì sự đắc thắng của thập tự giá mới là mâu thuẫn và mơ hồ. Nhưng các việc kể trên thật có và có nhiều, nên sự đắc thắng của thập tự giá là hiệp lý và đích xác lắm. Đức Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên cây thập tự, một thực sự tối trọng, độc nhất vô song, sắp đặt cả trào lưu lịch sử và giải quyết số mạng loài người. Đối với một giáo lý, ta có thể hờ hững, không hiểu hoặc không công nhận, nhưng đối với một thực sự thì ta không thể như vậy được. Đối với một thực sự quan trọng, biểu minh và đắc thắng hơn hết như vậy, thái độ của anh em thế nào? Anh em đã hiến cho đấng chịu chết vì mình cái chỗ Ngài đáng được chưa? Ngài có ở trung tâm cuộc đời anh em không? Ngài có phải là cứu Chúa của anh em không? Vung khóm cây xanh, đổi chậu hoa lấy sự vui mừng. 5 giờ chiều, buổi học đã tan. Ái và Thảo là hai chị em bạn cùng lớp dắt tay nhau ra về. Hai cô đương ở lớp nhì, học hành chăm chỉ, tánh nết dễ thương và lại thật lòng tin theo Đức Chúa Giê-xu. Nên yêu nhau lắm và cũng được mọi người thương mến. Ái là con nhà giàu, còn Thảo thì cha mẹ nghèo. Tuy vậy, sự giàu nghèo khác nhau chẳng làm cho hai cô đối với nhau lạc lẽo chút nào. Phải sự yên lặng, Ái âu yếm hỏi Thảo. Này chị, sao hôm nay trông chị tỏ vẻ buồn rầu quá vậy? Buồn đến nỗi cô giáo bảo nhắc lại lời cô giảng, mà cũng không nhắc được. Làm sao vậy? Thảo thở dài và đáp rằng, chắc chị cũng biết má tôi đương đau. Hồi trưa, má tôi kêu tôi đến bên giường mà bảo rằng, con ơi, gần đến lễ phục sanh rồi, dẫu ba nghèo túng, nhưng năm nào đến ngày lễ ấy, ba cũng mua cho má một chậu hoa huệ để nhớ lại ngày má tin theo Chúa Giê-xu. Nhờ có chậu hoa huệ ấy mà năm nào lễ phục sanh trong nhà ta cũng được thêm phần vui vẻ. Năm nay má đau mãi, thuốc thang tốn kém nhiều, chắc ba không thể nào mua chậu hoa như mọi khi. Vậy nhà ta sẽ buồn lại buồn thêm.
Đấy, chị xem. Tưởng là gì chứ, cái đó chị lo ngại làm chi cho mệt. Chúng ta nên cầu xin Chúa Giêsu Christ ban cho. Bà giáo sư trường Chủ Nhật mới cho chúng ta học thuộc lòng sách Tin Lành Giăng, đoạn 15 câu 6, chị có nhớ không? Ừ nhỉ, mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Tôi buồn quá, nên quên cả lời hứa quý báu của Chúa. Chị cầu nguyện giúp tôi với. Kìa ái, sao con về trễ thế? Thưa má, con đến thăm bà Từ, mẹ chị Thảo, bà ấy đau nặng lắm. Tội nghiệp, con có làm gì giúp đỡ bà không? Thưa má, con đọc kinh thánh cho bà nghe rồi cầu nguyện cho bà. Bà Thiện cười vuốt ve con mà rằng: tốt lắm, con yên ủi người yếu đau như vậy thì đẹp lòng Chúa lắm. À, chú Hạnh ở Nam Định mới gửi thư lên, nói rằng trong dịp lễ phục sinh chú sẽ cho con một món quà. Quà gì thưa má? Tùy ý con chọn lựa, nhưng chú buộc một điều là tuần lễ sắp tới đây con phải đứng trong số 10 người đầu lớp thì chú mới cho. Thưa má, con sẽ gắng sức để được chú cho một chậu hoa huệ. Ái nói xong thì trong lòng thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã bắt đầu đáp lời cầu nguyện. Cô nhất định nếu được chậu hoa huệ đẹp kia thì sẽ đem biếu bà thân cô Thảo. Suốt tuần lễ ấy, Ái thức dậy sớm, chơi đùa ít hơn để có thêm thì giờ mà học hành. Trong lớp, Ái cũng chăm chỉ nghe cô giáo giảng dạy. Ái cũng không quên sáng tối cầu xin Đức Chúa Giêsu giúp cho mình được thỏa lòng mong ước. Chúa giúp đỡ Ái nhiều lắm nên tuần lễ sau cô được đứng thứ ba. Cô vui mừng báo tin cho chú Hạnh mới từ Nam Định về thăm. Cô hớn hở chẳng những vì học hành tấn tới mà được hưởng rất xứng đáng, nhưng nhất là vì sự yên ủi được tấm lòng buồn thảm của bà Từ. Giữ lời hứa, chú Hạnh lập tức đi mua cho Ái một chậu hoa huệ thật đẹp đẽ, thơm tho. Con chào bà ạ. Nhờ ơn Chúa, bà đã bớt chưa? Con vẫn cầu thay cho bà. Không dám, chào con. Bà đã bớt. Kìa, trông con đi nhà giảng sao? Thưa bà, con đến thăm bà trước rồi đi nhà giảng cũng chưa muộn ạ. Đoạn, Ái cất giọng rất cảm động mà rằng: thưa bà, hôm nay là lễ phục sanh, con có chậu hoa huệ đem biếu bà. Ái vừa nói đến đấy thì Thảo ở nhà dưới đi lên, hai người chào hỏi nhau rất ân cần. Bà Từ vui mừng hiện trên nét mặt, cảm ơn Ái rồi hỏi: con đã làm thế nào mà có chậu hoa huệ này đem cho bà thế? Ái bèn thuật hết đầu đuôi, nào Thảo than thở, chú Hạnh hứa cho quà, nào mình cầu nguyện và chăm học để được chậu hoa biếu bà Từ. Hai mẹ con cô Thảo nghe vậy thì lấy làm cảm động lắm và hết lời cảm ơn Ái. Bà Từ nói với Ái rằng: chậu hoa huệ này nhắc cho bà nhớ biết bao ơn phước quý báu Chúa đã ban cho bà từ khi bà tin theo Ngài. Nó sẽ giúp lòng bà tin cậy Chúa càng hơn. Chúng ta phải có tánh nết trong trắng như hoa huệ và phải rải hương thơm của đạo Chúa cũng như hoa huệ vậy. Cầu Chúa thưởng cho hai con xứng đáng với tấm lòng yêu thương rộng rãi. Ô kìa, Ái ơi, chậu hoa huệ của con đâu rồi? Ái tươi cười đáp lại: thưa má, con đã đem chậu hoa đổi lấy sự vui mừng rồi. Con nói chi vậy? Má không hiểu. Ái lại đem mọi sự kể cho mẹ nghe. Mẹ cảm động vuốt ve con mà rằng: con ơi, má cảm tạ Chúa vô cùng vì con còn thơ dại mà đã có tấm lòng quý báu như thế. Má sẽ thưởng cho con một chậu hoa huệ khác. Và nếu con cứ giữ gìn tấm lòng ấy thì sau này chắc Chúa sẽ thưởng cho con một mão triều thiên không hề tàn héo. Đỗ Đức Trí. Này anh đang trong mong thiên ân dư dật từ Giêsu ban xuống ngay ở tâm hồn đời sống phải không?
truyền lưu trong Kinh Thánh đây, nói thánh sứ theo quy điều chung. Kìa ngày xưa chân chân đô phước xuống tâm anh tuôn tràn, như thanh ngôn ngày đường còn vang, đêm hôm người màu đêm nhiều lên. Thật ngày xưa chân chân đô phước xuống tâm linh anh liền, đời anh giấy thanh linh năng quyền. Mân nhân ơi hôm nay màu đêm cho ngài binh đất sạch trong trong không, đã lao tài dòng huyết Giê-xu. Quỳ bên ngôi vinh quang anh em khiêm cung thành tâm dâng lên ngỡ trong, ngài rớt xuống chưa chan thân du. Kìa ngày xưa chân chân đô phước xuống tâm anh tuôn tràn, như thanh ngôn ngày đường còn vang, đêm hôm người màu đêm nhiều lên. Thật ngày xưa chân chân ngôi sao gia đình. Tôi thấy bài giảng đó, chỉ nói lời văn hoa thì không quý giá chi, vì ít có quyền. Người đời trong mong công việc do tình yêu thương. Kinh Thánh nói đến cách ăn ở của nhiều bà thánh đã cứu được lắm linh hồn mà không cần nói một tiếng. Công việc ta phải sửa dọn cho linh hồn kẻ khác tiếp nhận lời tin lành. Hiện nay, các báo chí hàng ngày cứ in ảnh những bức ảnh đó và mấy tiếng cặp theo phô bày rõ ràng nhiều vấn đề mà các bài diễn văn dài không phô bày được. Tín đồ phải lấy sự hành vi mà giải tỏ mình là ai và phải làm bức ảnh mà người đời muốn xem. Ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Anh em là bức thơ của Thánh Christ. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 2, 3. Sứ mạng của Đức Chúa Trời chắc vô hiệu nếu nó không được rao truyền bởi những chiến sĩ thánh sạch và những người đã được buông tha khỏi ách tội lỗi. Vả, tình yêu thương hành động và nhờ đó mà còn mãi. Người có tình yêu thương dâng nhiều của lễ cho Đức Chúa Trời và kẻ đồng loại. Những của lễ ấy chẳng phải lúc nào cũng bằng tiền bạc, nhưng cũng bằng chính mình nữa. Chuyện dưới đây làm thí dụ cho lời mới luận trên. Tôi hỏi, này ông mổ, ông đã trở lại tin Chúa từ bao giờ? Đã lâu lắm, chừng 30 năm nay. Ông trở lại tin Chúa thế nào? Ồ, lạ lắm, bởi một bài giảng. Bởi một bài giảng? Ông nghe bài giảng đó ở đâu? Tôi không nghe, nhưng tôi thấy bài giảng đó. Tôi hỏi tiếp, ông thấy thế nào? Phải, tôi thấy bài giảng ấy hàng ngày. Tôi ở cùng bài giảng ấy. Tôi đã nghe nhiều bài giảng, song những bài giảng ấy không có ảnh hưởng đến tôi chút nào. Còn bài giảng này chính là vợ yêu quý của tôi sau khi nàng chết. Không phải chết về thân thể, nhưng là chết về tánh cũ. Tôi mới nói, ông nói khó hiểu quá. Ông mổ đáp, nhà tôi và tôi hiệp ý nhau đôi chút. Dẫu vậy, chúng tôi cứng cỏi nóng giận nên thường cãi nhau kịch liệt. Một ngày kia, nhà tôi nói rằng mình trở lại tin Chúa, nhưng tôi không thấy chi lạ. Phải, ban đầu có một vài điều khác, nhưng sau ít lâu đâu lại vào đấy. Nhà tôi đi nhà giảng luôn, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện ở nhà và cũng giảng cho tôi nghe nữa. Nhưng vì tôi không chịu tin, nhà tôi nói rằng mình phải trở lại tin Chúa,
có khi nhà tôi khóc lóc để mong tôi hối cải, nhưng tánh tình nhà tôi vẫn y nguyên. Tôi không chịu nổi sự tin kính đó, nên hết sức trêu chọc vợ. Chỉ cần nói một tiếng cũng đủ cho vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Sau những tấn kịch ấy, nhà tôi thường khóc, nhưng tôi thấy vậy, tôi vẫn thờ ơ, chẳng chút áy náy. Một bữa kia, nhà tôi hỏi tôi: mình không hề muốn hối cải sao? Hối cải làm gì? Hối cải để được sự sống mới. Mình có sự sống mới chăng? Tôi tưởng cũng có, nhưng chắc yếu đuối lắm. Này, tôi chẳng thèm sự sống ấy, vì tôi không muốn giống mình. Này mình, đừng nhìn xem tôi, nhưng hãy nhìn xem Đức Chúa Trời. Chúng ta là người yếu đuối hoài. Tôi không thấy Đức Chúa Trời, nhưng thấy mình, nên chẳng ưa thích chút chi trong đạo tin lành của mình. Thôi đừng nói nữa. Sau một buổi tối kia, nhà tôi đi nhà giảng về, có thái độ khiến tôi sợ hãi. Mặt trắng như tuyết, nhà tôi chẳng nói gì, cứ lẳng lặng làm việc suốt mấy ngày. Mắt nhà tôi sáng ngời đến nỗi tôi quáng. Nhà tôi nói với tôi: mình ơi, tôi đã xin Đức Chúa Trời tha tội cho tôi, vì tôi đã làm nhục danh Ngài, tôi cũng xin lỗi mình. Lòng tôi chưa hề bị vết thương nào đau đớn như thế, thà nhà tôi chửi mắng tôi còn dễ chịu hơn. Từ bữa ấy, nhà tôi chết. Chết về tội lỗi, chết khi bị tôi làm trái ý, chết về tánh tức giận, chết về mọi sự. Tôi mới hỏi tiếp ông mổ: nhưng tánh nóng giận của bà không hề lộ nữa sao? Này, ban đầu tôi thấy rõ ràng, khi bị tôi hết sức chọc giận, nhà tôi cũng khó chịu trong lòng, nhưng nhà tôi được một năng lực để đắc thắng, một tinh thần mà trước kia tôi không nhận biết. Nhà tôi dường được giấu kín, được che chở bởi một quyền lực trên trời, bởi một chiếc thuẫn chống lại mọi mũi tên tôi bắn. Thật khó khăn thay cho tôi, một người hung dữ, chưa được nên thánh, phải hàng ngày thấy vẻ mặt chiếu rọi sự yêu thương, bình an, vui vẻ thánh khiết của nhà tôi. Bốn sự ấy dường như hào quang trên đầu nhà tôi. Tôi càng ngày càng ghen ghét nhà tôi. Tôi ghét Đức Chúa Trời đang ngự trong nhà tôi vì Ngài cáo trách tội tôi. Bây giờ tôi thấy nhà tôi có một đạo tin lành mà tôi hiểu được. Nhà tôi không cần giảng, vì chính bà là bài giảng có quyền phép. Tôi ở lâu năm với bài giảng càng ngày càng cao thượng, càng thánh khiết đó. Rốt lại tôi thua. Vâng, tôi tin Chúa là như thế đấy. Nếu ta chưa được buông tha khỏi ách tội lỗi, hãy đến cùng Đức Chúa Giêsu là đấng phán rằng: nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Giăng đoạn 8 câu 36 lại có lời chép: Ngài có thể cứu toàn vẹn những cái nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 7 câu 25. Hãy xin Ngài làm ơn khiến ta chết về mình, lẽ đạo này cao sâu thay. Ta dễ hát rằng: tôi tình nguyện chết với Đấng Christ, và rằng tôi muốn chết với Ngài trên thập tự giá. Nhưng nếu không được bằng cớ nào chứng thực, thì lẽ đạo hóa ra vô quyền. Đức Chúa Trời đòi các con cái Ngài làm chứng về Ngài. Ta buộc phải làm chứng, và có thể làm chứng hàng ngày bởi nhờ ân điển Ngài, bởi lấy đức tin mà nhận lãnh mọi điều Chúa Giêsu Christ đã làm nên cho ta theo tư cách cứu chuộc. Chính vì thế mà Ngài ban Đức Thánh Linh cho ta. Đối với sự hối cải của bà con, bạn bè mình, ta cứ nên ăn ở trung thành và lấy đức tin mà cầu nguyện. Hãy nhịn nhục nhờ cậy quyền phép Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại, và hiện nay cũng làm phép lạ như thuở trước. Hãy chờ đợi đến lúc Ngài làm việc. Emmanuel Bear.
vuông khóm cây xanh, trứng bướm hóa sâu, sâu hóa bướm. Chỉ sâu có tánh yên lặng, đương bò lết dông dài dọc theo tàu lá cải bắp, ngó bộ rất ngộ. Chị bướm nói với chị sâu rằng, chị ơi, tôi nhờ chị đứng làm mẹ nuôi để trông nom giùm đàn con đáng thương của tôi. Chị hãy coi những trứng nhỏ xíu đây này, tôi không biết còn bao lâu nữa thì con cái tôi mới ra đời. Hiện nay tôi đau nặng quá, nếu tôi chết mất, thì ai sẽ chăm nom cả đàn bướm bé nhỏ của tôi? Này, chị sâu nhân lành, dịu dàng, xanh tươi ơi, chị sẽ trông nom chúng nó chăng? Nhưng chị phải để ý đến món ăn nuôi chúng, vì chúng sẽ ăn sương mắc và nhụy hoa, chứ không thể sống bằng món ăn khó nuốt của chị đâu. Ban đầu chị nên để chúng bay gần thôi, bởi chân chúng chưa thể vụt chốc, biết dùng cánh cho nhằm cách được. Than ôi, chị không biết bay, thật đáng thương và đáng buồn lắm. Nhưng bây giờ tôi không còn thời giờ để kiếm mẹ nuôi khác cho đàn con tôi nữa. Vậy xin chị ăn ở nhân lành với đàn con nhỏ xíu đáng thương của tôi nhớ. Đây, xin chị nhận lấy phấn vàng của cánh tôi làm đồ thưởng. Ôi, tôi say sóng quá. Chị sâu ơi, chị nên nhớ lo về món ăn cho con tôi, thì tôi đội ơn chị lắm. Nói đoạn chị bướm rũ cánh mà qua đời, trông thật đáng thương. Chị sâu xanh tươi đành đứng một mình ở bên cạnh những trứng của bướm bướm. Chị bèn than thở rằng, quả thật bà bướm rất đáng thương này đã lựa chọn cho con cái một người mẹ nuôi giỏi gớm, giỏi ghê. Tôi nay phải lo một công việc quá sức. Ủa, bà ấy hẳn đã loạn trí, bằng không, ác chẳng hề xin một vật bò sát như tôi đây, nuôi nấng đàn con thích ăn sang. Quả thật, khi chúng mọc cánh và biết bay, thì chúng sẽ làm cho tôi bối rối lắm. Chà, loài bướm dẫu bận áo loè loẹt và điểm phấn vàng rực rỡ, song cũng ngu dại biết bao. Nhưng chị bướm đáng thương chết cứng rồi, để lại đám trứng vẫn bám vào tàu lá cải bắp. Chị sâu xanh tươi có lòng nhân lành, cho nên nhất định hết sức làm việc. Suốt đêm đó, chị bò quanh đám trứng, vì sợ chúng nó gặp phải tai nạn gì chăng, cho nên chị không được ngủ. Lưng mỏi như dần, đến sáng chị lẩm bẩm một mình. Tôi sẽ đi hỏi loài vật khôn ngoan, để họ chỉ bảo giùm về việc này. Song có một điều khó là chị sâu phải hỏi ai bây giờ? Suy đi nghĩ lại, chị nhớ ra có bác chim chìa vôi. Chị thấy bác giỏi bay cao, chị tưởng bác hẳn khôn ngoan lắm và hiểu biết nhiều. Bác chim chìa vôi ở trong ruộng lúa bên cạnh. Chị sâu sai mời bác đến chơi nói chuyện. Lúc bác đến, chị bày tỏ mọi nỗi khó khăn và hỏi cách nuôi dạy những con bướm bướm nhỏ xíu khác hẳn với mình. Chị sâu rụt rè nói, lần sau bác bay lên trời, có lẽ bác sẽ hỏi han và nghe ngóng ít nhiều được. Bác chim chìa vôi đáp gọn thon lõn, có lẽ. Dứt lời, bác liền bay tung lên trời trong xanh, cất tiếng mà ca hát. Bác bay càng cao thì giọng hát càng nhỏ. Rồi chị sâu chẳng còn nghe được chút gì. Chị bò quanh những trứng bướm bướm, thỉnh thoảng nhấm một chút lá cải bắp. Sau rốt chị nói, bác chim chìa vôi đi đâu đã lâu thay. Tôi muốn biết bác bay đến chốn nào và bác nghe được những gì trong cõi trời xanh đầy dẫy những sự lạ lùng. Chị sâu xanh tươi lại bò quanh những trứng bướm bướm một lần nữa. Chị bỗng nghe thấy tiếng bác chim chìa vôi. Chị vui vẻ quá đỗi, đến nỗi muốn nhảy chồm lên. Rồi chị liền thấy bạn mình lẳng lặng bay xuống cái giường bằng tàu lá cải bắp. Tới nơi, chim chìa vôi hát. Chị sâu ơi, có tin tức vui mừng. Rồi chim chìa vôi lại nói tiếp. Nhưng sao chị không tin tôi? Chị sâu vội đáp. Bác nói gì tôi cũng tin. Này, trước hết tôi nói cho chị biết mấy con nhỏ này phải ăn gì nhớ. Chúng ăn soàn lắm, chúng ăn món mà chị kiếm được rất dễ dàng. Chị sâu buồn rầu, lẩm bẩm rằng, tôi chỉ kiếm được lá cải bắp là rất dễ dàng. Chim chìa vôi vui vẻ reo hò, tốt lắm, bạn hiền của tôi ơi, chị đã tìm được rồi, chị phải nuôi chúng bằng lá cải bắp. Chị sâu tức giận, kêu la rằng, không khi nào, lúc hấp hối mẹ chúng trối lại với tôi rằng đừng cho chúng ăn món đó. Chim chìa vôi gân cổ cãi, mẹ chúng chẳng biết chi về việc này. Chị sâu ơi, chị tưởng trứng này nở ra loài gì?
chắc nở ra bướm bướm. Nở ra sao chứ? Đến kỳ hẹn chị sẽ thấy quả là như thế. Đoạn chim chiều vôi bay đi. Chị Sâu lại bò quanh đám trứng. Chị lẩm bẩm: trước kia tôi tưởng bác chim chiều vôi khôn ngoan, hiền lành, chẳng ngờ té ra bác ngu ngốc, xót xược. Chim chiều vôi bay xuống lần nữa nói rằng: nếu chị tin tôi thì tôi mới nói. Chị Sâu vẻ mặt nghiêm trang lại đáp như trước: bác nói gì tôi cũng tin. Một ngày kia chính chị cũng hóa ra con bướm bướm. Con chim khổ nạn kia, mày thấy ta hèn kém nên trực chế nhạo ta sao? Mày độc ác và ngu ngốc, bước đi thôi, ta không thèm nhờ mày khuyên bảo nữa. Chim chiều vôi vội nói xoay lại: tôi đã nói với chị rằng chị không tin tôi kia mà. Chị Sâu gân cổ cãi: người ta nói cái gì tôi cũng tin, miễn là cái đó phải có lý đáng tin. Nhưng bác lại nói rằng trứng bướm bướm nở ra sâu, và sâu thôi bò sát, lại mọc cánh, hóa ra bướm bướm. Này, bác chim chìa vôi ơi, bác khôn ngoan quá nên mới tin việc trái lẽ như thế. Bác biết thừa rằng việc đó không thể xảy ra được. Chim chìa vôi nói cách sốt sáng rằng: chị Sâu ơi, chị bò sát đất, không hề cất mình lên cao hơn tàu lá cải bắp, cho nên chị mới nói rằng việc này, việc nọ không thể xảy ra. Chị Sâu quát thét lên rằng: trái lẽ quá, bác thử nhìn thân tôi xanh tươi, dài lượt thượt, và chân tôi nhiều đến nỗi không đếm được. Thế mà bác nói rằng tôi sẽ mọc cánh và bận áo sặc sỡ. Nhẹ nhàng, điên rồ thay. Chim chìa vôi cũng quát thét giận dữ rằng: chị cũng điên rồ vì chực luận lẽ về việc mình không hiểu được. Chị há chẳng nghe giọng hát của tôi đầy vẻ vui mừng khi tôi bay lượn trong cõi lạ lùng, khó hiểu ở trên kia sao? Ô, chị Sâu ơi, hãy bắt chước tôi, giơ tay tin cậy, nhận lãnh mọi sự đến từ nơi ấy. Bác cho đó là... Chim chiều vôi vội chặn lời mà nói: đó là đức tin. Chị Sâu hỏi: tôi học biết đức tin thế nào? Chính lúc ấy, chị Sâu nghe tiếng ngọ nguậy bên mình. Chị nhìn quanh quốc, kìa, 8 hoặc 10 con sâu xanh tươi đương bò lổm ngổm dọc ngang, nhắm thủng lỗ chỗ tàu lá cải bắp. Đó là lứa trứng của bà bướm nở ra chúng đó đấy mà. Chị Sâu hổ thẹn và lạ lùng quá đỗi, nhưng chị liền vui vẻ vì việc lạ thứ nhất có thể xảy ra rồi, thì việc lạ thứ hai cũng sẽ xảy ra được. Chị nói: bác chim chiều vôi ơi, xin dạy bảo tôi. Chim chìa vôi bèn nói cho chị Sâu biết những sự lạ lùng của đất thấp và của trời cao. Chị Sâu đã được bác chim chìa vôi dạy bài đức tin, nên khi chị phải yên lặng để hóa hình ra con bướm bướm, chẳng khác chi phải nằm trong mồ mả, thì chị nói rằng: một ngày kia ta sẽ thành ra bướm bướm. Xong, bà con chị tưởng chị loạn trí, bèn than thở rằng: đáng thương thay. Một buổi sáng kia mặt trời rực rỡ, muôn vật khoe tươi, chị Sâu biến thành con bướm đẹp đẽ, vỗ cánh sặc sỡ bay từ cụm hoa này đến cụm hoa khác, hút nhụy bông để nuôi thân. Hỡi các em yêu dấu, chúng ta chẳng khác gì chị Sâu, đều có thân thể hèn mạt, yếu đuối. Nhưng nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời, thì chúng ta dẫu phải gửi thân trong mồ mả ít lâu, nhưng Ngài cũng sẽ kêu gọi chúng ta sống lại, ban cho thân thể vinh hiển, không hề hư nát. Hãy bên lòng chờ đợi Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm, vì khi ấy linh hồn và thân thể chúng ta chắc được giải cứu trọn vẹn. Bà Margaret Gaddy. Vung khóm cây xanh vì nghe bài hát. Lễ phục sanh chả vui biết mấy, được nghỉ luôn 5 ngày, làm chi cho hết đây? Cô Chiêu 15 tuổi, từ trường về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ như thế. Cô học lớp nhất trường sơ đẳng của Sài Gòn. Cha cô hiệu là mục sư,
tại một chi hội cách xa Sài Gòn, chừng 20 cây số, nên gửi cô ở nhà ông bà ngoại để tiện bề học tập. Cô cứ luôn luôn nghĩ ngợi. À, hay là ta xin phép ông bà ngoại về thăm ba má và mấy em thì vui biết mấy. Ừ, phải đó. Cô bước vội để mau. Về tới nhà mà xin phép, cô vừa đến cửa thì cụ Thiệu là ông ngoại cô trao cho cô một bức thơ mà rằng: "Thơ ba con mới gửi cho con đây." Cô đỡ lấy, cảm ơn ông. Rồi mở ra, đọc thầm thơ rằng: "Chiêu, con yêu dấu của ba má, cầu Chúa ban phước dư dật cho con, ba má và mấy em ở trên này vẫn được bình an. Nhân dịp lễ phục sanh, ba muốn con lên đây hát cho hội chúng nghe một bài. Ở đây tín đồ không quen hát thơ thánh, con đã tập hát từ khi 5-6 tuổi, chắc có thể giúp đỡ anh em nhiều. Ước ao con nhận lời, kiếp xin phép ông bà mà lên đây. Nay thơ ba má yêu dấu của con." Đọc thơ xong, cô Chiêu chạy vào phòng riêng ngồi suy nghĩ. Sợ lắm, sợ lắm. Ở Sài Gòn đây toàn người quen, mình mới dám đứng hát chung với nhiều người chị em khác. Chớ lên đó toàn người lạ mà lại hát một mình, thì mình sao khỏi chết khiếp. Thôi từ chối đi cho rồi. "Chiêu, con nghĩ ngợi gì thế?" Bà Thiệu âu yếm hỏi cháu gái. Cô Chiêu đem tình đầu câu chuyện kể cho bà nghe và tỏ ý lo ngại. Bà Thiệu vuốt ve mái tóc cháu, mỉm cười mà rằng: "Con có dịp hầu việc Chúa thì chớ chối từ. Con nên mở Kinh Thánh, đọc thơ Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 12 câu 9. Lẹ làng cô Chiêu làm theo, cô đọc thông thả. Nhưng Chúa phán rằng: "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối." Đọc xong, cô hớn hở hiện ra nét mặt, xin phép ông bà lên thăm cha mẹ và sửa soạn hành lý. Sáng hôm sau, cô Chiêu ngồi xe hơi lên thăm cha mẹ. Lòng cô hớn hở nhẹ nhàng, đi hết thành phố đến nhà quê. Cây cối đẹp đẽ trong đồng ruộng xanh tươi. Cô thấy còn rất nhiều người chưa được ơn cứu rỗi thì chịu cảm động lắm. Bèn cúi đầu cầu xin Chúa cho họ được mau nghe giảng Tin Lành. Hơn một giờ sau, cô đã ngồi trong nhà với cha mẹ và mấy em. Ai nấy chuyện trò vui vẻ. Ông bà mục sư nghe con gái học hành tấn tới, thường đứng đầu lớp và sắp sửa thi bằng sơ học Pháp Việt, nên rất mừng rỡ mà cảm ơn Chúa vì Ngài đã vừa giúp. Sáng ngày lễ phục sanh, một hồi chuông vang lừng kêu gọi anh em, chị em tín đồ kiếp đến thờ phượng Đấng Christ đã sống lại. Chiêu cứ cầu nguyện thầm xin Chúa Giêsu cho mình được giảng dĩ. Nhà giảng kết lá, treo cờ. Trên bàn trước tòa giảng có một bình hoa huệ. Tín đồ bước vào tưng bừng, nhộn nhịp. Ai nấy nghỉ việc đến thờ phượng Chúa. Nên nhà giảng đông lắm, có tới hơn 300 người. Người ta mặc những bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất của mình để tỏ lòng kính mến Chúa sống lại. Hồi chuông lại vang lừng lần nữa, hồi chuông này thấu vào tai lòng. Hồi chuông này thấu vào tai ông Viễn. Trước kia ông tin Chúa rất sốt sắng, nhưng từ khi con trai một của ông qua đời, ông bèn sanh ra nguội lạnh lần lần, rồi không đi nhà giảng nữa. Ông cũng cấm con gái của mình là cô Hường không được đi nhà giảng. Hội thánh cứ cầu xin Chúa tỉnh thức ông. Buổi sáng đó, ông nghe hai hồi chuông, bắt nhớ lại những ngày mình đi thờ phượng Chúa vui vẻ biết bao. Ông ứa hai hàng nước mắt, bảo cô Hường sửa soạn đi nhà giảng. Khi hai cha con bước vào nhà thờ thì hội chúng đương cúi đầu cầu nguyện. Ông Viễn lén ngồi ở ghế sau cùng. Ông cảm động lắm vì nghe mục sư cầu nguyện cho chính mình. Cầu nguyện xong, ông mục sư mời cô Chiêu lên hát bài 52. Đứng trên tòa giảng, vẻ mặt khác thường, Chiêu cất giọng trong trẻo, trẻ trung ngân nghe hát rằng: "Lên khỏi mồ mả, Ngài sống lại. Có sự thắng trận hơn người nghịch cùng Ngài. Ngài lại sống nên bắt phục quyền nơi tối tăm mạnh, và Ngài đời đời hằng sống cai trị cùng người thánh. Ngài lại sống,
Chúa lại sống. Hallelujah, Christ sống lại. Hát hết câu thứ nhất và câu thứ hai, cô Chiêu đã thấy mình mạnh dạn lắm. Cô nhìn hội chúng, thấy ở ghế cuối cùng có một ông cảm động, trên gò má chảy hai hàng lệ. Cô lại hết sức hát câu thứ ba. Sự chết chẳng giữ được Ngài, Giê-xu cứu Chúa tôi. Các then mồ mả tan gãy, Giê-xu vua tôi. Rồi cô bước xuống, liền đó, ông ngồi ở ghế sau cùng đứng dậy nói: Bài hát của cô Chiêu đã làm cảm động lòng tôi. Tôi tin rằng một ngày kia, con trai tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Trời tha tội cho tôi lại xin theo Ngài. Cảm ơn anh em đã cầu nguyện cho tôi. Đố các em biết ông đó là ai? Thuộc theo Edna Rogers. Lời sống đồn vang, Chúa sống diệt tử thần, Mục sư W.A. Puet, Nam Định, Bắc Kỳ. Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 54. Sống và chết, suốt mọi thời đại loài người cố sức tìm tòi ý nghĩa thâm thúy của hai lẽ mầu nhiệm tối trọng đó. Nhưng lý luận sâu sắc của nhà triết học hoặc trí tưởng tượng mơ hồ của nhà thi sĩ cũng không thể phô bày nguyên nhân và ý nghĩa của hai năng lực tuyệt đối ấy. Một bậc đại hiền đã tự nhận biết mình kiến thức thiển cận vì nói rằng: Vị tri sanh, yên tri tử, nghĩa là chưa biết sự sống thì biết sự chết sao được. Sống tức là sáng sủa, tự do, vui vẻ, yêu thương, mạnh khỏe, hoạt động. Chết là tối tăm, trói buộc, hư nát, quên bỏ. Đức Chúa Trời là sự sống và là căn nguyên của sự sống. Ngài không làm ra sự chết, cũng không muốn có sự chết. Khi tạo thành nhân loại, Ngài chẳng định cho họ chết, song đã định cho họ được sống đời đời. Tiếc thay, loài người đã trái mạng Đức Chúa Trời, đã phạm tội, sa ngã và phải chết. Từ đó đến nay, tử thần gớm ghiếc đã cầm quyền tối thượng trên cả loài người. Lời Đức Chúa Trời hằng sống dạy chúng ta rằng, tử thần không phải bạn hữu nhưng là kẻ thù, không nên ao ước nhưng nên khiếp sợ, không nên tìm kiếm nhưng nên tránh xa. Song ta có cách nào tránh được sự chết mà đến sự sống đời đời chăng? Thứ nhất, đại chiến cùng tử thần. Ham sống là một trực giác mạnh mẽ nhất của loài người. Chúng ta tự nhiên giơ tay đỡ khi bị đánh, cúi đầu tránh mũi tên bay, mí mắt chớp luôn để che chở hai cái đèn của thân thể. Cả những huyết cầu nhỏ xíu cũng luôn luôn chiến đấu với mầm bệnh tật để bảo toàn thân thể. Nếu lâm bệnh tật thì chạy thầy tìm thuốc, hầu cho cái đám lửa nguyên sanh khỏi phải tàn tắt. Ví bằng để đến nỗi tàn tắt thì loài người không sao thắp lại được nữa. Một chàng thiếu niên cường tráng thình lình vương bệnh trầm trọng, các y sĩ trứ danh đành chịu bó tay. Trước khi thở hơi cuối cùng, chàng nói với cha rằng: Cha ơi, con không muốn chết, con không muốn chết. Nhưng cha cũng chẳng làm chi được. Một phi công kia bị rơi máy bay gần chết nói rằng: Ôi, cuộc đời tốt đẹp, dịu dàng thay. Tôi không muốn chết, không muốn lìa bỏ cả cuộc đời này. Nhưng phi công cũng phải bước vào cõi vô cùng, vô tận. Tử thần chẳng kiêng nể một ai. Nó hại cả người sang hèn, giàu nghèo, già trẻ. Nhân loại vẫn mưu thoát khỏi nanh vuốt của nó, song chỉ uổng công. Trong hai thế kỷ vừa qua, khoa học mở mang tấn tới lạ lùng, khám phá được nhiều lẽ huyền vi trong võ trụ. Thế mà đành chịu không phương đã đảo tử thần. Cả đến nhà khoa học đại danh cũng bị nó đánh ngã. Lời Chúa hỏi ngày xưa tỏ rõ sức mọn loài người không thể cứu họ thoát quyền tự chết. Có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Matthew đoạn 6 câu 27. Ai nấy phải nhìn nhận những kết quả mỹ mãn của môn y học trong khoảng 50 năm nay. Ho lao, đậu mùa, ung thư, phung,
Các chứng ấy đều có phương chữa khỏi hoặc giảm bớt. Khoa giải phẫu và truyền máu cũng cướp giật được biết bao mạng sống thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Nhưng y học chỉ có thể gian xa tử thần trong một thời gian rất ngắn. Rồi thì sức lực hao mòn, thân thể suy yếu, thì y học đành bó tay, không sao ngăn cản tử thần, cũng như không sao ngăn cản thời gian qua được. Vì không chiến thắng sự chết, nên loài người đâm ra lý luận sai lầm, tín ngưỡng quàng xiên và làm theo những lễ nghi có hại. Loài người tự nhiên tin có đời sau, vì bổn thân không phải là thịt huyết mà thôi, song cũng là thần linh nữa, nên người ta không chịu nhận rằng chết là hết. Khi có bà con thân thích qua đời, ta vẫn không chịu tin rằng mình sẽ không bao giờ thấy họ nữa. Người ta cứ tưởng lầm đời sau cũng chung khuôn mẫu với đời nay. Mấy ngàn năm trước, ở nước Ai Cập, có người giàu sang qua đời, thì họ chôn theo vàng, bạc, châu báu và cả thê thiếp nữa. Chắc thoái tục cúng tế tổ tiên, đốt giấy tiền vàng mã ở nước Việt Nam ta, cũng là phỏng theo thoái tục của nước Ai Cập từ đời thượng cổ. Cả hai thoái tục ấy đều sai lầm và có hại lắm. Đạo nào cũng giải luận đời tương lai, nhưng chỉ có chánh đạo mới phát huy cái hy vọng tốt đẹp về thân thể phục sanh và sự sống bất tử. Tôn giáo do loài người thiết lập đều nói về một địa vị tương lai, nhưng nói rất mơ màng, bất định, nên không làm phu phỉ sự nhu yếu tối cao của tâm hồn ta được. Vì cớ ấy, dẫu có làm theo nhiều lễ nghi tôn giáo phiền phức, dẫu kêu cầu cúng bái nhiều phen, người ta vẫn than khóc kẻ qua đời, mãnh hồn tuyệt vọng không hề được yên ủi, chẳng biết bao giờ sẽ tái ngộ. Vậy chớ loài người ta mắc tội và phục quyền tử thần, không còn được một tia hy vọng nào sao? Có. Vì điểm thứ hai, Đức Chúa Trời chiến đấu thay nhân loại. Xin nhắc lại lần nữa, Đấng tạo hóa toàn năng dựng nên loài người để cho họ sống, chứ không phải để cho họ chết. Vậy Ngài không chịu để ý định cố hữu của Ngài đối với loài người phải thất bại. Ma quỷ là đứa phản nghịch ngôi báo thiên thượng, muốn hủy diệt công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời, nên đã cấm dỗ loài người, xui họ phạm tội và gây ra kết quả gớm ghiếc của tội lỗi, tức là sự chết. Suốt 4.000 năm, ma quỷ cầm quyền tối thượng trong cõi tử vong. Milton, nhà đại thi hào nước Anh, cho ma quỷ mượn mấy lời này: thà cai trị ở địa ngục còn hơn hầu việc ở thiên đàng. Nhưng thật ra thì bây giờ hoặc sau này, ma quỷ vẫn chẳng hề cai trị, dẫu là cai trị ở địa ngục cũng vậy. Nhưng theo như Kinh Thánh đã dạy, thà nó sẽ là đứa thấp hèn, khả ố, nó lập tức trực giết Ngài bởi tay vua Herod tàn sát mấy ngàn con nít. Thất bại chỗ ấy, nó lại trực giết Ngài ở đồng vắng và trên nóc đền thờ. Nó xui dục dân chúng ném đá Ngài, làm nổi cơn bão để đánh đắm thuyền đương khi Ngài ngủ, và cuối cùng đã toan giết Ngài trong lúc Ngài cầu nguyện, vật lộn, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Luca đoạn 22 câu 44. Trong cả cuộc bình sanh, ngày nào tánh mạng Ngài cũng gặp bước nguy nan, nhưng Ngài quả quyết và bình tĩnh đi đến lúc và đến nơi phải tình nguyện phó sự sống thay cho cả nhân loại trên cây thập tự. Bây giờ có lẽ ma quỷ đắc chí cả cười vì thấy cứu Chúa phải chết hổ nhục cực điểm. Cầm quyền trong cõi tử vong, nó chắc không chịu để Đức Chúa Giê-xu thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Suốt 3 ngày đêm đằng đẵng, cả cõi thiên nhiên dường như hồi hộp, nín thở chờ đợi, và ma quỷ dường như đã đánh bại Đức Chúa Trời luôn với loài người. Nhưng sau, nó bị cứu Chúa toàn năng đè bắt và giật lấy chìa khóa của sự chết và địa ngục. Nắm được chìa khóa trong tay, Đức Chúa Giê-xu bèn phá cửa cõi chết, trở lại cõi sống như một đại tướng toàn thắng. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu sống lại và không hề chết nữa. Vì Ngài sống nên chúng ta cũng sẽ sống. Giăng đoạn 14 câu 19. Đức Chúa Giê-xu tự xưng là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin Ngài sẽ không hề chết, dẫu tín đồ phải từ trần, thân thể tan thành bụi đất, nhưng cứ sống cho Đức Chúa Trời chứ không hề chết. Đến ngày trọng thể của Chúa, Ngài sẽ khiến họ nghe được tiếng Ngài và sống lại. Vậy,
Chúng ta hãy nức lòng mừng rỡ mà tin lời Kinh Thánh tuyên bố rằng Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta đã trừ bỏ sự chết, dùng ánh tin lành chiếu rọi sự sống vĩnh viễn. Tạ ơn Đức Chúa Trời, sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Mục sư W.A. Pruett. Vượt từ phần bộ ngài phục sanh, phục sanh hiến vinh thắng bao quân thù mềm. Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tư thần, và ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thần. Ngài là sống, Chúa là sống, Hallelujah, Christ phục sanh. Niềm phong ba Chúa giữ con, Giêsu cứu Chúa tôi. Hỡi cánh mà Chúa hư không, Chúa Giêsu tôi. Vượt từ phần mộ ngài phục sanh hiến vinh thắng bao quân thù mềm. Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tư thần, và ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thần. Ngài là sống, Chúa là sống, Hallelujah, Christ phục sanh. Đông qua, xuân tới. Mùa đông qua, mọi sự cũ qua. Tiết xuân đến, muôn phước mới đến. Hỡi chủ cũ, là quỷ Satan hung ác, hãy ra khỏi lòng ta. Lại chủ mới, là Giêsu từ ái, hãy ngự vào lòng tôi. Lòng cũ tôi xấu xa, hư hoại, tôi lột bỏ nó đi. Lòng mới Chúa thay vào, tốt lành, trong sạch như tuyết. Đời cũ tôi đau khổ, buồn rầu, chán nản và thất bại. Đời mới tôi vui sướng, thỏa mãn, hớn hở và đắc thắng. Tư tưởng cũ tôi sai lạc, hư không, hướng về thế gian. Tư tưởng mới tôi hợp lý, thiết thực, hướng về thiên quốc. Hành vi cũ tôi cong queo, giả dối, làm gương tối tăm. Hành vi mới tôi ngay thẳng, thật thà, làm gương sáng láng. Miệng lưỡi cũ tôi hay nói hành, nói vu, nói bậy bạ và nguyền rủa. Miệng lưỡi mới tôi hay nói tốt, nói lời yên ủi, nói lời vừa giúp và chúc phước. Tay cũ tôi làm những việc không công bình, hung bạo, theo sự thúc giục của lòng vị kỷ. Tay mới tôi làm những việc rất công bình, yêu thương, theo sự thúc giục của lòng vị tha. Chân cũ tôi đi đến quán rượu, nhà hát, nhà chiếu bóng, nhà nhảy đầm, nhà cờ bạc. Chân mới tôi đi đến nhà thờ, nhà người nghèo khổ để giúp đỡ họ, nhà người tội lỗi để cứu vớt họ. Mắt cũ tôi nhìn những sự dâm ô, phù phiếm, xem những sách vở gợi ý xấu xa. Mắt mới tôi nhìn những sự thánh khiết hằng còn, xem Kinh Thánh là nguồn mọi sự tốt đẹp. Tiền trình cũ của tôi tối tăm, khiếp sợ sự chết, mồ mả và án phạt đời đời. Tiền trình mới của tôi sáng sủa, chờ đợi hạnh phúc trên thiên đàng và sự sống đời đời. Cũ mới hẳn anh em muốn mới, vậy hãy quỳ gối tiếp nhận Giêsu làm cứu Chúa mình, thì mọi sự cũ qua hết, mọi phước mới đến ngày. Đỗ Đức Chí.